đồn lắm. Nào, tin đồn gì nào? Thứ nhất là tin đồn đang sau đám cưới với anh. Ồ. Sau đám cưới theo tôi biết thì chỉ có anh ông Cao Thắng và chị Đồng Nhi sau đám cưới thôi. Không, và anh Hoàng cuối năm nay. Năm nay Tiên đang có bù đầu trong rất nhiều công việc hiện tại với dự án mới nhất của mình. Cho nên là để gọi là có một cái tin vui gì cho khán giả thì chắc chắn là không. Vậy năm nay tin vui sẽ là tin vui đến từ nghệ thuật. Vì những sản phẩm của mình đã nung nấu, đã gọi là chuẩn bị trong một thời gian dài sẽ được đến với khán giả sớm nhất có thể. Thank you.